final GSL Code S. Và chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ 3 diễn ra ở trên map King Sejong Station. Trên hiện tại này đây chính là game thủ Terran màu đỏ của ông ta, thành viên đến từ team SK Telecom T1 Innovation. Innovation chúng ta ở vị trí phía trên bên tay trái các bạn. Vâng, Innovation đang sử dụng một con chuột được đánh hôm trước. Con chuột này là con mà được ai đấy cho mượn hay là kiểu backup hay sao ấy. Hôm trước đi thi đấu, Innovation mất con chuột, hỏng mất con chuột. Và còn đây là thành viên rớt màu xanh của chúng ta, SK Telecom T1 Su. Và Su chính là người xuất phát ở vị trí phía dưới bên tay phải thưa các bạn. Hiện nay Su đã dẫn trước với tỷ số 2-0, anh chiến thắng trong 2 game đấu vừa rồi. Và có thể nói rằng là Su quá mạnh trong 2 game vừa rồi, khi mà Innovation liên tục sử dụng build 3 command center và luôn luôn bị rốt bên counter. Có thể nói rằng là Innovation luôn hiểu một điều rằng là rốt bên chính là unit counter lại counter lại build 3 command center của mình mạnh nhất. Vâng, anh nào đây? Fan hâm mộ của Zerg ạ. Anh ấy đeo một cái vòng cổ rất đẹp. Vòng này hình như hồi trước anh vàng của ta về có đeo một cái vô tốt. It's a lot harder for Zerg to open with something like Roach Bane. Em may mắn thôi. Với trận chiến của hai thanh niên Ichigo và yêu bóng, anh Thuận Quách, anh thầy Tích Bị Thông. And if we don't get to see any of that in this best of 7, I'm going to be very sad too. So it's very sad indeed. Đang ngồi cát mà Noti nó nhảy ầm ầm. Could be a 4-0. Yeah, I mean it could be a 4-0. We don't really get to see what Innovation planned out here. Bạn có thể thấy rằng hiện nay thì con Overlord sai nơi. Vâng, đã nhìn thấy được rằng là trận này thì Innovation là lên Command Center sớm rồi. Đây chính là cái build Command Center first của các game thủ Terran. Vâng, cái build này nó cũng khá là quen thuộc. Chắc chúng ta cũng không cần phải bàn thêm về cái build này là làm gì cả. Anh viết nhiều quá. Hiện nay thì còn SCV đã vào và nhìn thấy được rằng đối phương đã có cái summoning pool rồi. Mỏ 2 đã hoàn thành xong. Nesu của chúng ta đang bắt đầu lên cho mình hai con sức linh. Số lượng nông dân của hai bên là 18 và 19. Su thì hơn một chút nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả. Tại vì Su sắp sửa đặt một building nào đó hoặc là mất ngay một con drone ngay. Hiện nay thì chúng ta vẫn có thể thấy trận đấu lần này thì hai game thủ của ta cũng mới bắt đầu mà thôi. Hiện nay tôi nhìn thấy rằng Innovation đang bắt đầu vua in mỏ của mình rồi. Anh đặt cho mình một cái barrack ở vị trí bên này trước. Sau đó là đặt xuống Factory luôn. Cũng giống như ở game đấu trước thì anh ấy lên cho mình Factory trước. Việc mà ăn ga và không lên cho mình Reaper thì đó sẽ là Factory. Nhưng ta cũng phải đợi xem sẽ là Factory theo đó là Command Center thứ 3 hay sẽ là Starport đây. Hiện nay thì anh ấy đang bị dẫn trước 2-0 rồi. Bây giờ anh ấy mà đánh tiếp Command Center thứ 3 thì tôi nghĩ rằng là sẽ hơi bị thọt. Vâng, lần này là Starport rồi. Lần này là support ở vị trí phía sau rồi thưa bạn. Và ít nhất là bây giờ lên support thì sẽ khá khẩm hơn rất là nhiều. Vì cái việc mà lên support như vậy thì anh ấy sẽ có thể lên Banshee Clock để mà sang harass mỏ của đối phương. Ít nhất rằng là sẽ không bị rốt bên phá hoại thêm một lần nữa thưa bạn. Hiện nay thì ở phía Su anh đã bắt đầu đặt mình mỏ thứ 3 rồi. Có vẻ là anh ấy cảm nhận được rằng đối phương cũng không có ý định lên Command Center nữa. Cho nên là anh ấy cũng hết sức bình tĩnh thôi. Hiện nay thì cũng có thể thấy rằng hiện nay đang bắt đầu ăn thêm ga rồi. Với cái việc mà ăn thêm ga như thế này thì nói chung là cũng không có gì phải lo cả thưa bạn. Bởi vì rằng là anh hoàn toàn có thể là lên cho mình Muta hoặc là Hydra để có thể counter lại Zyklop một cách dễ dàng. Hiện nay thì tớ của ta bằng anh ấy đang ăn tổng cộng là 2 nhà ga. Rốt rồi. Nên là có định rốt bên tiếp hay không đây?
Đây tôi thấy rằng là tầm nhìn của Su có vẻ là khá là ít. Này thì Maybach đã bắt đầu được build ra, nhưng chúng ta sẽ xem là lúc nãy tôi nhìn thấy được một cái tech lab rồi, nhưng lần này vẫn không nhìn thấy Maybach kết nối với cả không nhìn thấy cái support kết nối với cả tech lab. Này hình như đang thêm một cái tech lab nữa đặt xuống, và bên cạnh đó lại thêm một cái add-on director, và khả năng có vẻ là đây rồi. Vâng, các bạn nhìn thấy rằng hiện nay thì hai con Widowmine đang được đưa đi bằng Maybach. Widowmine sẽ được đưa thẳng vào vị trí mỏ thứ hai và vị trí mỏ thứ nhất, thả hai Widowmine ở đó rồi Maybach đi về muốn làm gì thì làm. Thêm này thì game thủ xù chúng ta hầu như không có bất kỳ một cái building phòng ngự nào, cũng như là unit phòng bà tập phát hiện phải là nghỉ. Vâng, một Widowmine thì thả ở vị trí góc này rồi. Spore KL đã bắt đầu được đặt xuống kia. Bây giờ quả thứ hai luôn. Vâng, quả tiếp theo luôn là được viên trong bên bay luôn. Hạ đê, hạ đê, hạ đê, hạ đê. Đúng rồi, hạ rồi. Không xong rồi, quả này nổ không? Ui rồi, không được rồi, bị dơ đình cắn rồi. Vâng, dơ đình cắn nhanh quá. Bạn thấy hiện nay thì dù sao là Widowmine nó cũng đã có cho mình 7 kill. Đây con này đấy chưa bạn? Ở đây chắc là 7 con drone rồi. Bạn thấy rằng hiện nay Spore KL đã nhìn thấy được con Widowmine vừa rồi. Hiện nay ở phía bên này thì đang có rốt ở đây, nhưng có vẻ sẽ không ổn nữa, tại vì lần này thì Innovation đã có tăng cho mình rồi. Nhưng các bạn biết rằng là hiện nay mặc dù là bị dẫn trước, cho nên là Innovation thì chắc chắn sẽ phải nghĩ đến phương án phòng ngự rồi, tại vì là đối phương quá mạnh. Các bạn biết rằng Innovation thì là game thủ Terran có khả năng micro và macro rất tốt. Tuy nhiên là như trong trận đấu vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng là Su đánh ở đầu game quá mạnh, nên là bắt buộc sẽ phải đổi hướng thôi, không thể nào chơi cái trò đấy thêm một lần nữa được. Bây giờ sẽ phải đổi sang chơi trò macro game, và bây giờ Su sẽ bắt đầu put vào không? Có put vào không? Có phải không là anh đã giúp được mình về khi phát hiện ra được rằng là đối phương đã bắt đầu có những tăng. Các bạn thấy đấy ạ, đây là con Viking đã bắt được một chú Overlord rồi. Này tầm nhìn của Zerg sẽ bắt đầu bị sụt giảm khá nhiều. Vâng, một pha run by đây đã bắt được, và không phải run by, surround ạ, đã bắt được cho mình hai con Helion rồi. Đây thì coi như thế đấy, hai nhà Evolution Chamber đặt ở phía bên trong main bay luôn. Như vậy thì tầm nhìn của Terran sẽ khá là khó để phát hiện được hai anh nhà Evolution Chamber đang bắt đầu nâng cấp 1-1 cho Zerg như này. Này thì Terran của chúng ta đang lên đặt thêm cho mình hai cái nhà bao nữa để có thể là lên đến rất nhiều Marine cùng với cả Maulder. Thì này thì chỉ toàn là Marine mà thôi. Có một con Maulder đứng đây cùng với cả đó là ba tăng. Viking vẫn đang làm nhiệm vụ lượn lờ khắp nơi để có thể là bắt Overlord đấy ạ. Hiện nay thì nhà Spy được đặt xuống của cho Su của chúng ta để có thể là lên Muta rồi. Hiện nay thì chat room của chúng ta đang rất là nhộn nhịp. Mình cũng không kịp để có thể là theo dõi được toàn bộ nội dung ở trên chat room đâu. Bạn thấy rằng hiện nay thì úi là con Overseer này chấm máu này, chạy kìa. Vâng, bị bắt rồi. Hiện nay thì quân đội của Terran đã đi chuyển sang vị trí giữa map rồi, và anh chuẩn bị tấn công thẳng vào vị trí phía sau. Vâng, con Overseer ở đây, Overlord đây phát hiện ra được vị trí rồi. Quân đội của Terran đang đi loanh quanh ở đây rồi. Terran đã bắt đầu dàn quân ở vị trí phía dưới ram, phía dưới này là nó tảng đá. Vâng, nhìn thấy con Queen ở vị trí trên rồi, một pha counter attack luôn. Vâng, chuyện bay chăng, anh đã vẫn tấn công thẳng vào vị trí mỏ thứ hai của Innovation rồi. Innovation có Su không hề có ý định muốn phòng ngự mỏ đây thưa bạn. Hiện nay ở nhà của chúng ta thì Innovation cũng đã bắt đầu phòng ngự rồi, anh đã có quân một ít ở nhà để có thể phòng ngự rồi. Tuy nhiên hiện nay anh đang không mua in mỏ, đang có một cái supply bot đang hạ xuống, anh không hề có tầm nhìn ở vị trí phía ngoài. Hiện nay quân đội của Zerg đã phá. Vâng, lên rồi, bên linh ôi rồi, đúng rồi, chạy được rồi, đốt đang lao lên, Zerg linh đang lao lên. Vâng, bắn đây bên linh đang đây, có rất nhiều Berlin đang đây. Không được rồi, nổ tăng rồi. Vâng, hiện nay quân đội Berlin đang cố gắng tràn lên ở vị trí trên. Cái gì kia không được rồi. Ôi rồi, rốt bên ở đây rất đông. Hiện nay cái mỏ thứ hai đã bị phá mất hàng ở phía ngoài rồi. Nên quân đội của Terran làm gì? Quân Terran vẫn ở vị trí trên kia, không hề có ý đi về. Vâng, Berlin. Ui giời, Berlin nổ rồi. Vâng, một con nữa. Đây rồi, nổ rồi. Vâng, thêm Berlin ở vị trí sau đang bắt đầu được đưa lên rồi. Có thể hiện nay ISO đã có 12 warp kill mình rồi. Trong khi Innovation của chúng ta bắt đầu push lên rồi. Anh đang phá đến nhà rốt cùng với cả phá nhà Berlin net. Vâng, hai cái nhà này ở cạnh nhau coi như là phá luôn cả hai nhà, coi như là Su đã không có quân đội để phòng ngự nữa rồi. Anh ấy chỉ có thể lên tiếp cho mình Muta cùng với cả Dương Linh của tôi. Nhưng mà cái việc chỉ có hai mỏ rất khó để lên được Muta cùng với cả rất thật nhiều Dương Linh thưa bạn. Vâng, bây giờ chắc là chỉ còn toàn Dương Linh của thôi. Các bạn thấy rằng hiện nay thì vâng, bên Linh bên nước đang ở đây, nhưng có vẻ là cũng không còn quân đội tấn công cho Su rồi. Này Su đã chuyển sang chế độ phòng ngự thôi. Anh ấy đang để quân ở vị trí phía dưới ram ở mỏ 2. Anh ấy sẽ ăn gì đây? Anh ấy đang ăn mỏ thứ 3 ở phía ngoài. Này quân đội Terran mà push thẳng vào vị trí bên bay rồi, đang có một cái miệng Marco Hack đang bị tấn công ở kia. Các bạn nhìn thấy rằng hiện nay quân đội Terran coi như đã chiếm quyền kiểm soát ở vị trí mỏ thứ 2 rồi. Anh ấy bắt đầu đưa quân lên phía trên để có thể
quân làm quân Rinfox. Vâng, Dương Linh lao ra nhưng không ăn thua game, có rất là nhiều. Ôi tăng tùng đây. Vâng, bên Linh đang lao lên. Bên Linh chạy lên ở vị trí trên không ổn rồi. Vâng, bên Linh không thể nào tiếp cận nổi đạo quân Marine ở vị trí trên này. Marine đang bắt đầu phá. Vâng, bắt đầu Dương Linh lao ra, Drone cũng đang bắt đầu lao ra. Bây giờ quân Terran hit and run thôi. Vâng, GG rồi. Tỷ số hôm nay đã là 2-1 rồi. Vâng, xin chúc mừng game thủ Innovation của chúng ta. Tỷ số đã 2-1 rồi. Anh ấy đã rút ngắn khoảng cách cho mình. Thế khoảng cách của chúng ta chỉ còn là một điểm mà thôi. Vâng, Innovation đã sắp sửa đuổi kịp được Su rồi. Phải nói rằng là sau hai game đấu đầu tiên thì Innovation đã thử sức của được đối phương rồi. Đã biết được trình độ của đối phương như nào để có thể là đưa ra phương án xử lý rồi. Và như vậy là chúng ta chuẩn bị đến cả game đấu thứ tư thôi. Thứ bạn game thứ tư của chúng ta sẽ diễn ra ở trên map Fortress Lab. Một cái map với 4 vị trí xuất phát và vị trí Close Swarm. Vâng, và chúng ta cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với cả game đấu thứ tư. Tỷ số hiện nay đang là 2-1, vẫn tạm nghiêng về Su của chúng ta.